Kính chào các bạn có khỏe không? Thưa các bạn, đây là cái kênh video mới của tôi mới thành lập. Rất là vui khi các bạn đã xem cái video này. Vì cái video này là cái video đầu tay và cũng là cái video thí nghiệm. Cho nên âm thanh sẽ không được rõ ràng cho lắm, tại vì tôi chưa có mua cái microphone, tôi chỉ xài cái iPhone thôi thưa các bạn. Thưa các bạn, tôi tên là Quang, năm nay 63 tuổi, là Việt Kiều Mỹ. Tôi vượt biên năm 1981 bằng tàu qua Thái Lan và ở trại tị nạn Sikiu được 2 năm rưỡi. Sau đó chuyển trại qua Ga Lăng ở 6 tháng. Rồi đến năm 1984, tháng 4 1984, thì tôi được đi định cư ở Hoa Kỳ và sinh sống tại Arizona. Vì ở đó tôi có 2 người chị bảo lãnh tôi qua. Thì lúc mà tôi vượt biên là tôi độc thân, thưa các bạn. Lúc đó mới có 21 tuổi thôi. Qua Mỹ là lúc 24 tuổi, mà giờ đã được 63 tuổi. Như vậy là cũng gần 40 năm ở Mỹ đó các bạn. Năm ngoái, khi mà tôi được 62 tuổi, thì tôi quyết định nghỉ việc, về hưu, không đi làm nữa. Khi mà tôi quyết định nghỉ hưu rồi đó, thì tôi muốn thử về Việt Nam sống xem sao, coi có thích hợp với mình hay không. Và tôi về Việt Nam tháng 4 2022 và ở cho đến nay. Thì tôi cũng có về Mỹ được 2 lần và trở lại đây. Vì 6 tháng là tôi phải rời khỏi Việt Nam, xong trở lại. Đó là quy định pháp luật của Việt Nam. 6 tháng là các bạn phải renew cái visa. Thưa các bạn, gần đây thì tôi có coi nhiều kênh YouTube nói về những người lớn tuổi như tôi. Có nên khi mà về hưu á, thì có nên về Việt Nam sống hay không? Và cuộc sống sẽ như thế nào? Vì lẽ đó, tôi mới thành lập cái kênh video này để mà chia sẻ cùng các bạn, để tìm hiểu thêm về vấn đề này. Tôi sẽ trình bày và chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi cho các bạn được rõ, những cái hay, những cái dở, để cho các bạn phân tích, rồi các bạn tự quyết định có nên về Việt Nam sống hay không. Thưa các bạn, ở Mỹ, tuổi về hưu chính thức là 67 tuổi. Còn nếu mà các bạn muốn về hưu sớm, gọi là về hưu non á, thì ở tuổi 62. Thì trường hợp của tôi quyết định về hưu tuổi 62. Để mà được như vậy thì các bạn cũng phải làm cho hãng xưởng bên Mỹ đóng góp và đóng tiền an sinh xã hội được 40 tín chỉ thì các bạn mới có được tiền hưu. Thì như tôi cũng đã được hơn 40 tín chỉ, nên tôi quyết định về hưu. Thì khi mà về hưu sớm như vậy đó, thì các bạn sẽ mất 30 cho đến 35% số tiền hưu của bạn. Còn nếu mà các bạn muốn chờ để mà lãnh đầy đủ 100% thì phải chờ đến 67 tuổi. Như tôi quyết định về hưu năm tôi 62 tuổi. Và khi mà tôi đã xin nghỉ việc và xin tiền hưu rồi đó,
thì tôi mới muốn về Việt Nam sống thử cho biết để xem Việt Nam như thế nào. Khi mà tôi về Việt Nam rồi đó thì ban đầu tôi cũng rất là thích, thưa các bạn, phải nói rằng có nhiều cái thay đổi so sánh với thời gian mà ngày xưa tôi ở Việt Nam. Tôi cũng rất vui khi thấy Việt Nam mình phát triển và đời sống của dân Việt Nam tốt hơn. Do đó, tôi đã ở Việt Nam cho đến hôm nay, như vậy là cũng được 1 năm rồi, thưa các bạn. Thưa các bạn, nếu mà nói về cuộc sống ở Mỹ và Việt Nam thì khó mà so sánh được. Tại vì một quốc gia nghèo và một quốc gia phát triển như Mỹ, một quốc gia đứng đầu thế giới thì không thể nào so sánh được các bạn. Còn về vấn đề mà người Việt Nam muốn về hưu, sống ở Việt Nam hoặc sống ở bên Mỹ thì theo cá nhân của tôi, tùy theo mỗi người, mỗi cảnh, khó mà mình nói cho được. Bây giờ tôi chỉ muốn nói về vấn đề trường hợp của tôi mà thôi. Như tôi thì khi mà tôi sinh tiền hưu non là 62 tuổi thì tiền hưu của tôi cũng không có nhiều cho lắm. Tôi lấy thí dụ, nếu tiền hưu 67 tuổi tôi lấy được 2.000, nhưng mà khi mà tiền hưu non thì tôi chỉ lấy được 1.400 cho đến 1.500 thôi, thưa các bạn. Với số tiền 1.400, 1.500 như vậy đó, nếu mà tôi sống ở Mỹ đó thì không đủ, thưa các bạn. Vì bên Mỹ chi phí rất là nhiều. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe, cộ, xăng, bảo hiểm. Nói cái số tiền đó thì không có đủ cover cho cuộc sống của tôi. Thì tôi phải đi làm thôi. Nếu mà đi làm thì sẽ đủ thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ tôi đã lớn rồi, tôi cảm thấy rằng mình làm đã đủ rồi. Làm 40 năm nay. Phần gia đình, con cái của tôi cũng đã lớn khôn. Các con tôi cũng đã lập gia đình riêng của tụi nó. Cho nên không còn vướng bận, không còn trách nhiệm nhiều giống như ngày xưa nữa, thưa các bạn. Vì vậy tôi quyết định về Việt Nam. Với số tiền 1.500 của tôi về Việt Nam thì sống đủ và thoải mái đó các bạn. Phải nói là thoải mái, vì vật giá bên Việt Nam rẻ hơn bên Mỹ khoảng chừng 5 lần. Theo tôi là như vậy. Thí dụ, tôi ăn một tô phở mà lớn mà ngon thì cũng khoảng khoảng 6-70 ngàn. Thì thưa các bạn, 6-70 ngàn thì khoảng chừng 3 đồng cho đến 4 đồng thôi. Nhưng mà nếu mà tôi ở bên Mỹ, tôi ăn một tô phở cũng như vậy thì cũng phải 12 cho đến 15 đồng. Thì các bạn thấy sự khác biệt nó như vậy. Còn vấn đề nhà ở cũng vậy. Tôi về đây, tôi mướn một căn nhà 3 tầng, rất là đẹp, đầy đủ tiện nghi. 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Chỉ có 10 triệu một tháng. 10 triệu một tháng thì khoảng chừng 400 đô la. Nhưng mà cũng phải nói điều này là tôi mướn nhà này là nhà của bà chị, vợ. Cho nên bà chị tôi lấy giá rẻ cho chúng tôi. Còn nếu mà bên Mỹ mà tôi mướn một căn nhà, tôi thì ở Arizona. Arizona thì cũng khoảng 1.500 cho căn nhà 3 phòng ngủ. Đó, các bạn thấy xem sự khác biệt về vấn đề giá cả nó rất là quan trọng.
Tại vì bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình đâu có đi làm nữa đâu. Mình chỉ có thu nhập cố định như vậy thôi. Cho nên mình phải tính cho mình đã già rồi, mình không có thu nhập nữa. Thành ra mình phải sống làm sao cho nó vừa đủ cái số tiền của mình nhận được. Thì gần đây nhiều người có nói về Việt Nam sướng hơn bên Mỹ, khổ này nọ. Thì tôi thấy rằng cái đó là tùy mỗi cá nhân, mình không có thể nào mà mình nói được. Như trường hợp của tôi về đây thì gia đình thân nhân của tôi, những ruột thịt thì ở bên Mỹ hết, con cháu anh em ruột, con cháu cháu nội cháu ngoại bên Mỹ hết. Còn về Việt Nam thì chỉ có bà con thôi, con chú, con cậu, con mợ là như vậy. Còn một điều nữa là khi mà về đây tôi phải mua một chiếc xe gắn máy khoảng chừng gần 2.000 đô, xe Vision, xe mới để mà di chuyển. Thưa các bạn, một điều là tôi rất thích là đi xe gắn máy, tôi rất là thích, đó là cái điều tôi thích nhất ở Việt Nam. Khi mà đi việc xe gắn máy tôi rất là thoải mái, tôi không có thích đi xe hơi lắm, nhất là ở Việt Nam, tại vì đường xá nó đông đúc, xe cộ và chen lấn chật chội, cho nên tôi thấy đi xe máy là thoải mái, đối với tôi là như vậy. Thì cuộc sống của tôi thì về đây thì không có làm gì hết, chỉ có ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống, rồi thăm viếng chỗ này chỗ kia. Thì cuộc sống nó không có vất vả gì cho lắm. Chỉ có một cái thì nó cũng hơi buồn tẻ thưa các bạn. Ban đầu về thì vui lắm, tại vì có những chỗ mình chưa đi thì mình muốn đi, có những món ăn ngon mình muốn thử ăn cho biết, vân vân và vân vân. Có những cái mới mẻ thì nó làm cho mình vui vẻ và muốn tìm hiểu thêm. Nhưng mà bây giờ tôi ở 1 năm rồi thì tôi bắt đầu cảm thấy nó cũng trở lại bình thường. Những cái chỗ mà mình muốn đi thì cũng đã đi rồi, những cái nơi ăn uống ngon mình cũng đã thưởng thức hết rồi. Cho nên tôi cảm thấy rằng cuộc sống thì nó cũng bình thường. Bên Mỹ, bên Việt Nam tùy theo mỗi cá nhân, chứ không phải là phải đúng thế này, đúng thế kia. Ở Việt Nam có những cái cũng hay, bên Mỹ thì cũng vậy, có những cái hay, những cái dở, tùy theo mỗi người thưa các bạn. Về so sánh chung chung á, thì Việt Nam không thể bằng Mỹ được thưa các bạn. Nếu mà tôi có điều kiện, tôi sẽ ở Mỹ, Việt Nam thỉnh thoảng tôi về chơi thôi. Chứ còn nếu mà ở lâu á, thì tôi cũng sẽ không thích hợp. Thì thưa các bạn, đây là cái video đầu tiên tôi chia sẻ cho các bạn biết sơ về tôi. Và tôi sẽ trình bày cho các bạn chi tiết thêm, cụ thể thêm về những cái video tới. Nếu các bạn có gì thắc mắc, các bạn có cái gì mà muốn hỏi thì xin các bạn hãy comment trong này. Tôi sẽ trả lời cho các bạn với kiến thức và kinh nghiệm của tôi, cá nhân của tôi. Thì lời đầu tiên, rất cảm ơn các bạn đã vào cái video này xem. Nếu các bạn thích thì các bạn vui lòng subscribe và hit like và chia sẻ thêm cho những người khác xem. Thì tôi sẽ có động lực tôi làm thêm những cái video tới chi tiết hơn, cụ thể hơn để cho các bạn xem nha các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
một cuối tuần hạnh phúc và luôn được bình an. Xin kính chào các bạn.